đừng nói là mày đói bụng nữa, mày đừng có đạp tao nha. Vậy giờ chúng ta đi tìm người hỏi đi rồi con ơi, chứ ta cũng đâu biết chữ đâu. Dạ. Đi ngay cho con. Trường hợp rồi mình hỏi đi. Dạ. Ok, vậy chúng ta đi con. Mình đi tới trường hợp thôi. Mình đi tới trường hợp hỏi đi. Giờ chúng ta bay lên được không vậy anh? Bây giờ chúng ta bay đi kiếm lớp học đi tụi con. Mình bay đi. Chúng ta sẽ học và ăn chú cái với các em.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Người ta chặt khóa lùm nhiều quá, tụi con nên về trồng cây cho mát động tụi con, cho không khí trong đài trong sạch đây tụi con. Một tí nữa con sẽ ra bà Khánh mua một hạt đậu về trồng. Thôi thôi, chúng ta làm gì đó nha tụi con.